Hello, xin chào toàn đồng anh nhá. Shop điện tử công nghệ cao online 0865618326. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm camera ngụy trang hình chiếc ốp trần. Các bạn có thể ốp trần ở trên nhà các bạn nhé. Đây, trên trần nhà. Đây. Đó, cái camera ốp trần này là có chức năng là có thể xem được trực tiếp trên điện thoại từ xa qua Wi-Fi 3G và 4G. Hình ảnh là full 4K các bạn nhé. Đây, sử dụng cái app là V380 Pro. Bạn nào đã sử dụng cái dòng camera sử dụng cái ứng dụng là V380 Pro rồi thì các bạn sẽ biết là cái chất lượng của những dòng camera sử dụng cái ứng dụng này là rất là ok. Đó, đây, chức năng của cái camera ốp trần nó sẽ hiện lên đây các bạn nhá. Đây. Đó. Thì sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra này. Đó, thì đây là một bộ sản phẩm đầy đủ khi bạn mua hàng chiếc camera ngụy trang ốp trần bạn nhá. Đầu tiên sẽ là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Anh này. Đây. Đó, sử dụng rất là dễ thôi. Đó, đây là camera các bạn nhé. À, camera ốp trần này. Đó, mắt camera siêu nhỏ luôn. Đó, cái mẫu ốp trần 2022 nó sẽ khác với mẫu ốp trần 2021 là cái mẫu ốp trần 2022 nó sẽ nhỏ hơn, nhỏ gọn hơn các bạn nhé. Cái mẫu 2021 thì nó sẽ to, nhìn nó thô hơn các bạn nhé. Đó, mẫu 2022 nó đã cải tiến hơn rất là nhiều. Bên trong một sản phẩm thì sẽ gồm có thứ nhất là một dây cắm sạc này. Đây một cái dây cắm sạc còn vừa lấy một cái cục các bạn nhé. Đây. Đó, và cái phụ kiện này các bạn có thể là gắn lên trên trần nhà. Đây. Đó, các bạn sẽ gắn cái đây các bạn sẽ khoan vít vào đây, các bạn bắn vào trong trần rồi các bạn sẽ xoáy vào là được thôi các bạn nhé. Cái cam ốp trần này là các bạn sẽ không dùng pin các bạn nhé, các bạn sẽ cắm sạc trực tiếp để dùng các bạn nhé. Cái mẫu này là không dùng pin. Đó, dùng thì nó tiện hơn bởi vì nó trên cao mà các bạn cứ vừa sạc các bạn lại gắn lên thì nó mất rất là mất thời gian, nên là cái mẫu ốp trần này các bạn sẽ cắm sạc trực tiếp. Rồi thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera ngụy trang chiếc ốp trần này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865618226, các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để đồng nhiên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh YouTube ủng hộ đơn vị nhà mình sẽ miễn phí ship hàng toàn quốc cho các bạn nhé. Và đặc biệt hơn là khi các bạn đăng ký kênh Tubi Long Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 128GB. Đơn vị nhà mình sẽ gắn sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng điện thoại rồi kết nối làm theo như video clip này của mình là có thể sử dụng thôi bạn nhé. Sử dụng một chiếc camera ngụy trang chiếc ốp trần này rất là đơn giản bạn nhé. Và thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng trên chiếc camera ngụy trang chiếc ốp trần này. Và đi vào test chất lượng hình ảnh cũng như là hướng dẫn mọi người cách sử dụng chi tiết nhé. Đó, mặt camera đây của nhé. Đó, cái mẫu ốp trần này các bạn có thể quay góc quay là 360 độ nhé, rất là rộng luôn. Đó, trên cái mặt đây nó sẽ có một chữ là lỗ này là lỗ reset bạn nhé. Đó, khi các bạn camera các bạn dùng lâu cũng như là khi các bạn muốn đổ wifi thì bạn sẽ dí nên nó reset này để reset camera bạn nhé. Đây sẽ là cái chỗ là thu âm thanh. Ở đằng sau sau đây sẽ là cái chỗ là mắc cài cái để bạn gắn lên trần các bạn nhé. Đó. Bên sườn đây sẽ là khe cắm thẻ nhớ này. Đó. Và đây sẽ là chân cắm sạc đây, chân cắm sạc đây. Đó. Đây. Đó, thì sau đây mình sẽ cắm thẻ nhớ vào và cắm nguồn điện vào, hướng dẫn mọi người cách sử dụng bạn nhé. Đây. Để sử dụng thì các bạn sẽ cắm cho cái chiều mặt chữ này, các bạn hướng lên chỗ có mắt camera. Đó, sao các bạn đúng không? Đó, mình sẽ tháo dây sạc của cái camera ra. Đây, đó. Đây là đầu ra 5V bạn nhé, các bạn có thể thay củ khác đều được hết. Đây, sau đó bạn cắm vào trong cái camera thôi. Đó, các bạn cắm vào như này. Đó, camera sẽ sử dụng 24/24 luôn bạn nhé. Để sử dụng thiết bị thì bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng vào điện thoại là ứng dụng V380 Pro. Đó, thì bạn nào đang dùng điện thoại là iPhone thì các bạn vào cửa App Store. Còn bạn nào dùng điện thoại Samsung, Oppo, Vivo thì bạn vào cửa Google Play nhé. Đó, các bạn tải cho mình ứng dụng là V380 Pro. 380 Pro. Đây, các bạn tải cho mình ứng dụng V380 Pro nha. Đó thì mình đã tải sẵn ứng dụng này vào điện thoại rồi. Thì bước tiếp theo thì bạn sẽ thoát ra khỏi màn hình chính này. Đó, sau đó bạn vào mục cài đặt của điện thoại.
Sau đó bạn chọn mục nạp wifi. Thì các bạn đợi khoảng 10 đến 15 giây, camera ngụy trang chiếc ốp trần này nó sẽ phát cho mình một cái mã wifi có chữ MV đằng trước và một dãy số là không mật khẩu bạn nhé. Đây. Đó, các bạn sẽ kết nối vào. Đó, khi bạn đã kết nối xong thì bạn sẽ thoát vào màn chính nhé. Đó, các bạn vào trong cái ứng dụng là V38 Pro. Đó, cho tôi biết. Đó, thì khi các bạn vào trong cái ứng dụng V38 Pro thì trong đây nó sẽ hiện màn hình như này. Thì để các bạn muốn dùng lâu dài thì các bạn sẽ chọn đăng nhập tài khoản. Bạn nào chưa có tài khoản thì bạn sẽ ấn nút đăng ký này. Đó, sau đó bạn có thể đăng ký bằng cái tài khoản Gmail của bạn này, hoặc là các bạn có thể đăng ký bằng cái tài khoản bằng số điện thoại của bạn nhé. Đó, thì khi bạn nhập cái số điện thoại cũng như Gmail vào thì cái ứng dụng sẽ gửi cho các bạn một cái mã về cái Gmail cũng như là về số điện thoại. Thì bạn sẽ chỉ cần nhập cái mã đó vào rồi các bạn tạo mật khẩu là được thôi bạn nhé. Đó, mình làm video test các bạn thì bạn sẽ chọn là chữ thử trải nghiệm này, bạn chọn đăng ký xong. Đó, thì khi bạn đăng nhập vào trong cái ứng dụng V38 Pro thì màn hình nó sẽ trắng như này. Các bạn muốn kết nối với cả cái camera này, các bạn sẽ lấy tay các bạn vuốt nhẹ màn hình xuống. Đó, sau đó nó sẽ tìm ra cái camera này, các bạn sẽ chọn chữ thêm thiết bị này. Đó, thì khi bạn chọn thêm thiết bị xong thì trên màn hình sẽ hiện một cái màn hình xem như này. Để kết nối thì bạn sẽ chọn vào hình cái mũi tên nó rồi bạn cài mật khẩu thôi. Ví dụ các bạn đặt là A123456 A cộng. Đó, các bạn A123456 A cộng. Đó, thì các bạn sẽ chọn OK. Đó, sau đó bạn chỉ dành kết nối AP. Đó. Đây, mình sẽ quay cam bằng trước cho bạn xem. Đó, đây góc quay 360 độ bạn nhé. Rất là xa, rất là rộng. Đó. Bạn nào muốn bật tiếng thì bạn sẽ chọn hình cái loa này. Alo lô. Alo lô. À, alo lô. À, mình con này chắc nó bị mic nó bị có vấn đề. Đó, như bình thường là các bạn sẽ xem được nhé. Đó, các bạn có thể quay góc cam được luôn. Đó, các bạn đây, các bạn có thể quay. Đó, góc quay của nó rất là to, rất là rộng bạn nhé. Đó. Đây. 360 độ. Đó, đây là các bạn có thể xem 4 cái camera cùng một lúc bạn nhé. Đây, các bạn sẽ chọn vào cái chế độ hình 4 cái hình ô khung này. Đó, sẽ là xem 4 cái cam cùng lúc. Và còn bên dưới là phần chụp ảnh này. Các bạn chụp ảnh bạn sẽ chọn vào chụp ảnh này. Sẽ lưu được một bức ảnh vào trong cái app là V38 Pro các bạn nhé. Và còn một ghi hình. Ghi hình là bạn sẽ lưu lại video bạn nhé. Đây, sẽ lưu lại video. Thời gian là 2 giây, 3 giây, 4 giây các bạn nhé. Các bạn muốn lưu bao nhiêu giây các bạn sẽ chọn đây. Thì khi bạn lưu xong nhá thì các bạn muốn kết thúc thì các bạn sẽ chọn vào chữ ghi hình một lần nữa. Đây, nó sẽ tự động lưu video vào trong cái app là V38 Pro các bạn nhé. Đó, còn một tiếp theo là phát lại này. Phát lại đây nó sẽ chỉ các bạn cách để các bạn có thể xem lại này. Đó, thì các bạn sẽ đăng nhập cái tài khoản khi mới đầu các bạn đăng nhập vào ấy thì bên trong đây nó sẽ lưu vào trong cái dịch vụ đám mây. Đó. Nó sẽ phải đăng nhập vào thì nó sẽ xem, các bạn sẽ xem từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu được hết bạn nhé. Đó, còn hơn nữa là các bạn có thể là đảo chiều hình ảnh này khi ảnh bị ngọc đó. Đây, đảo chiều đó. Đó là mình đã test cái chất lượng hình ảnh cho mọi người. Đó, thì bước tiếp theo là mình sẽ vào một cái đặt trong cái ứng dụng V38 Pro này và sẽ hướng dẫn mọi người một số cái đặt cơ bản bạn nhé. Cái đặt này. À, thì mục đầu tiên một dịch vụ đám mây nhá, dịch vụ đám mây thì bạn sẽ phải tạo đăng nhập tài khoản vào thì các bạn mới xem lại được. Đó. Còn thông tin thiết bị này, đây sẽ có một cái mã của camera, thì mỗi một camera sẽ có một cái mã riêng. Ví dụ các bạn muốn chia sẻ cái mã camera này cho một người khác thì bạn sẽ chọn chữ QR này. Đó, đây nó sẽ lưu lại. Đó, nó sẽ lưu vào trong cái file hình ảnh của bạn. Thì các bạn muốn chia sẻ cho người nào thì bạn sẽ gửi cái mã này cho người ta là được thôi. Sau đó họ tải ứng dụng là V38 Pro về, rồi quét cái mã QR đó là dùng thôi. Đó, còn mục tiếp theo là thay đổi mạng thiết bị. Thay đổi mạng thiết bị là giúp bạn thể là bật cái chế độ để xem từ xa bạn nhé. Thì các bạn sẽ chọn chế độ chạm wifi này. Sau vui lòng chọn wifi. Đó, thì các bạn chọn vào vui lòng chọn wifi thì cam sẽ tự động tìm ra cái wifi xung quanh. Ví dụ bạn gắn cái cam này ở nhà thì cam sẽ tự động tìm ra wifi ở nhà các bạn. Mà các bạn gắn cam này ở đâu thì cam sẽ tự động tìm ra wifi ở đó bạn nhé. Thì các bạn sẽ nhập mật khẩu vào rồi các bạn chọn OK.
là sẽ tự động đổi wifi thành wifi của nhà các bạn, và điện thoại bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G 4G thôi là có thể xem được hết bạn nhé. Đó, còn một tiếp theo là mục làm mật khẩu của thiết bị này. Đó, các bạn muốn đổi mật khẩu như nào bạn sẽ chọn đây. Ví dụ là mật khẩu ban đầu là A123456 ấy, các bạn muốn đổi mật khẩu thì bạn sẽ chọn màu là vui lòng đổi mật khẩu, rồi các bạn nhập lại mật khẩu rồi chọn lưu là được thôi. Đó, là sẽ đổi được mật khẩu bạn nhé. Còn mấy cái mục bên dưới này thì mình cũng không cần dùng đến bạn nhé. Đó, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang hình chiếc ốp trần. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm camera ngụy trang này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865618226, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn bổ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh Tobi ủng hộ đơn vị nhà mình. Đơn vị nhà mình sẽ miễn phí ship hàng toàn quốc cho bạn nhé. Và đặc biệt hơn là khi bạn đăng ký kênh thì bạn sẽ được miễn phí ship hàng trên toàn quốc này, và sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 128GB. Nhận hàng bạn cứ test thử thoải mái, giống như video mình đang quảng cáo thì bạn mới thanh toán tiền, mà không giống như video mình đang quảng cáo thì bạn hoàn hàng về cho mình bạn nhé. Thì video mình xin kết thúc tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.